bước nhanh lên, Đây. Bây giờ sao? Cứ có sao thì nói vậy thôi. Thưa cô giáo và các anh chị, nói chung là hôm nay thì thầy theo sự chỉ dẫn của cô giáo như thế là bấm lũ bộ tâm tinh cho tôi, thì tôi thấy rằng kết quả rất là tốt. Trước kia tôi đi không có được mà bây giờ đi nhanh được. Tôi còn cái chuyện mà lâu dài thì không biết, nhưng mà hiện tại bây giờ là tôi thấy là hiệu quả rất là tốt. Nên cô cũng cảm ơn cô giáo và cảm ơn tất cả các thầy và tất cả anh chị em ở đây. từ sẽ tốt, yên tâm. Từ sẽ tốt nha. Mọi người nhớ là không có cái gì làm một lần. Không có gì làm một lần mà có thể là giữ được kết quả. Chúng ta phải có học cái cách để bảo tồn kết quả nha. Ok chị ạ. Rồi bắt đầu tiếp. Đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nếu duỗi ra thì lại hít vào. Rồi, duỗi ra đi ạ. Duỗi ra hít vào nào, duỗi ra nào. Rồi, bây giờ ép vào thổi ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mọi người ép vào thì nghe tôi đếm 10 thì giữ đếm 10 nhé. Đừng có duỗi vội nhé. Cho đẩy hơi ra. Rồi, bây giờ ép vào. Ép vào thì thổi ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi bây giờ duỗi ra hít vào. Rồi bây giờ lại ép vào. Ép vào đi. Ép vào thổi ra đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi bên cái mông người bệnh lên cho căng cái giãn cái lưng ra. Rồi bây giờ nghe có sưởng không? Sưởng. Rồi duỗi ra hít vào. Rồi ép vào lại thổi ra. Rồi bênh cái mông người bệnh lên. Giữ mông người bệnh căng lên. Cho căng cái lưng ra, giãn lưng ra. Rồi để duỗi ra để hít vào. Rồi lại ép vào. Lại thổi ra. Rồi giữ căng cái mông lên. Căng cái mông người bệnh lên. Đúng rồi, tay đỡ ở dưới mông. Đúng rồi, chính xác. Tay đỡ dưới mông căng lên. Đúng rồi. Duỗi ra hít vào. Để cái mạch não đi lên trên. Tại vì cái từ mạch não là của cái bắp tay á lên trên, và để như vậy là khoảng 20 cái khi làm đến cái gì mà vô máu từ vai lên đầu gối, cái cơ ngực và cơ lên tay. Nó cầm cái đó là nó khoái, là thứ nhất là nó cầm cái đó là mà bơm á thì nãy giờ làm nó dễ chịu cho người, dễ chịu nó thích, cái này yên cho làm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lại cho nhau. Rồi bây giờ ngồi cứ ôm này thôi. Dạ mê chưa chị? À mê không? Mê chứ. Mà ban ngày rồi làm đêm, nằm đêm nằm mất xong rồi là tháo ra để cho vào chân, để chân rồi nằm ngủ luôn. Đêm qua là không làm được. Đêm qua vào, tối qua vào nằm giường chút xíu tính là ra trường để mà trường. Thế là ngủ quên, ngủ tới sáng luôn. Nghiền đây. Nghiền tới sáng rồi nữa. Các bạn phải ngủ cái này nha. Không rồi, bên cái gì nhé, bên cái gì nhé, đặt một chỗ, thấy chưa? Nhìn mấy chỗ ok trên này đè, thấy chưa? Là khi một trong 15, 20 cái, đến 30 cái tùy theo nhé. Và ta đặt tay lên này, bấm nút theo phía sau này, bên này. Rồi cong cái đầu gối lên. Đúng rồi, bẻ cong cái cổ chân, cong ngón chân lên bật cho nó có hiệu quả. Sợ đau quá thế. Cố lên chị. Bây giờ đau nhưng mà lát nữa dễ chịu lắm đấy chị. Người đi lại như tiên rồi, tha hồ cảm ơn thầy. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.